Ngày 7 tháng 11, Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã bắt được đối tượng giết người ở tỉnh Thái Bình đang trên đường bỏ trốn. Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 6 tháng 11, tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Do mâu thuẫn cá nhân, trong lúc uống rượu, Cao Bá Khoa, sinh năm 1998, trú bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, dùng dao đâm anh Trương Đình Tê, sinh năm 1981, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn, nhận tin báo từ Công an tỉnh Thái Bình. Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai lực lượng đón lõng trên các cung đường để truy tìm đối tượng bằng các biện pháp nghiệp vụ. 3 giờ 45 phút ngày 7 tháng 11, tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu bắt được Khoa khi đối tượng trốn trên một xe khách đang di chuyển từ Bắc vào Nam.